Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách làm ảnh dạng cầu trong Photoshop. Trước khi làm, chúng ta làm như sau. Các bạn mở khóa, nhấn Ctrl T trên bàn phím và đảo ngược vùng chọn theo trục Y. Tôi Enter. Việc đảo ngược vùng chọn này sẽ đưa những đối tượng thành phố này chúng ta ra ngoài khối cầu. Sau đó các bạn vào phần Image Size và bỏ phần khóa này đi. Ở trên là 12.4 thì ở dưới tôi cũng 12.4. Và chúng ta OK. Để cho đối tượng hình chúng ta vuông. Sau khi chúng ta đã có tấm hình vuông rồi, các bạn vào phần filter, stop và chọn phần follow. Các bạn zoom nhỏ lại. Thấy đối tượng chúng ta khá là khít nhau, thôi OK. Công việc chúng ta bây giờ là xóa những vùng không cần thiết và làm liền lại. Ví dụ ở vùng trong này, tôi thấy không cần thiết, tôi chọn đối tượng này, giữ shift và nhấn phím dài nhất trên bàn phím, phím space, kéo đối tượng này sao cho hợp lý nhất. Sau khi xong, tôi thấy tương đối nhỏ, tôi có thể di chuyển vị trí. Nhưng với điều kiện, các bạn phải chọn ở công cụ chọn vùng, tôi chuột phải, Transform Selection, và giữ Shift cộng phím Alt, zoom lớn các vùng chọn ra. Sao cho tương quan tương đối hợp lý, tôi có thể cho nhỏ lại chút, và di chuyển các vị trí. Enter. Và tôi xóa vùng đó, Delete, Ctrl D bỏ chọn. Và tương tự chúng ta vẽ vùng bên ngoài, giữ Shift và phím Space di chuyển vị trí. Tôi chọn đối tượng này và Ctrl Shift Y, nhấn Delete trên bàn phím xóa đi, Ctrl D bỏ chọn. Bây giờ chúng ta cùng nhau nối liền những đối tượng này. Các bạn dùng công cụ này, chúng ta vẽ đối tượng từ ngoài vào sao cho hợp lý và đẹp nhất. Nếu như vẽ bị lệch, chúng ta có thể tô lại. Bỏ tay ra. Chúng ta tương đối hợp lý thôi. Sau khi xong, tôi chọn công cụ này, tạo layer mới. Đây là một thể loại ảnh cũng khá đặc biệt. Để tập trung hơn, tôi cho màu đen. Các bạn nhấn Alt Delete Delete trên bàn phím, tô màu cho nó. Và bên này, tôi kéo một thành phố qua đây. Tôi đồng ý luôn. Ctrl T, giữ Shift Alt Delete, zoom lớn này cho đều. Ví dụ tôi làm tấm hình như thế này và Enter. Với đối tượng này tôi chọn, nhấn Ctrl chọn lại. Các bạn nhấn Ctrl Shift Y để đảo ngược vùng chọn, hoặc là tôi loại trừ vùng này. Tôi nhấn cộng thêm Shift. Và các bạn nhấn Ctrl Shift Y bởi vì nó đang chọn cầu bên trong. Tôi muốn xóa những viền ảnh bên ngoài, Ctrl Shift Y này. Và chọn ở tấm ảnh này, nhấn Delete trên bàn phím, Ctrl D bỏ chọn. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện một loại ảnh khá đặc biệt trong Photoshop chạy theo dạng cầu. Các bạn để ý rằng thành phố của chúng ta đang chạy ra bên ngoài đối tượng hình cầu này, trông khá ấn tượng.